Dạ, em chào cô chú và anh chị ạ. Em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang đây. Lời nói đầu tiên, em kính chúc quý anh chị có một ngày mới thật là vui vẻ và vui tươi, hạnh phúc bên những người thân nha. Hôm nay em về ấp Thới, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị và cô chú xem một thửa đất vườn có tổng diện tích là 750 mét vuông. Hiện em đang đứng ở đây là đoạn đường bê tông rộng khoảng là 2 mét nha anh chị. Con đường này anh chị mình di chuyển ra đường quyền lộ 35 khoảng là 500 mét nha. Ở đây mình có điện nước wifi có đầy đủ nha anh chị. Và khu dân cư ở đây rất là đông đúc. Anh chị mình có thể mua để cất nhà nghỉ dưỡng hoặc anh chị mình mua để làm vườn cũng được. Đất mình có hai mặt tiền bê tông nha anh chị. Ở đây đất mình là cách trung tâm hành chính của Vĩnh Kim khoảng là 500 mét thôi. Con đường này anh chị mình di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ được nha anh chị. Ở đây anh chị thấy không? Mình có điện nè và nước wifi có đầy đủ luôn và khu dân cư ở cũng rất là đông nha anh chị. Và con đường bên đây là anh chị mình di chuyển về đường quyền lộ 35 khoảng là 100 mét thôi. Đó, ô tô mình 4 chỗ anh chị mình di chuyển lại ngay cho chỗ cái cô đó mới chạy vô đứng rồi nha anh chị. Là tới đó luôn. Diện tích mình bề ngang là 20 mét và mình sâu vào là 37 mét nha anh chị. Đất mình cao gáo bằng theo lộ luôn. Đó, anh chị mình có thể mua về anh chị mình cất nhà nghỉ dưỡng, anh chị mình mua để làm vườn cũng được nha anh chị. Hiện trên đất mình gia chủ đang trồng chuối với vài cây dừa với vài cây dúi sữa thôi. Anh chị mình ở thành phố Mỹ Tho, anh chị mình di chuyển về đây khoảng là 10 km nha. Ở đây là đất mình quay về hướng Nam nha anh chị. Chút xíu nữa em sẽ di chuyển ra đường huyện lộ 35 cho anh chị mình tham khảo luôn. Và ở đây mình cũng rất là gần trường học, ủy ban, điện máy xanh và chợ Vĩnh Kim, mình cách khoảng là 500 mét thôi nha anh chị. Đất mình có hai mặt tiền cực kỳ là đẹp luôn. Anh chị mình có thể mua về anh chị mình nghỉ dưỡng rất là thích hợp nha. Ở đây thì anh chị thấy rồi, nhà cửa thì rất là đông. Nó ngang theo mặt tiền bê tông này á là 20 mét nha anh chị. Và mặt tiền bê tông bên kia là 37 mét. Tổng diện tích của mình là 750 mét vuông. Đó, chị thấy không? Bên đây thì nhà ở rất là đông nè. Con đường này anh chị mình cũng liên thông luôn nha anh chị. Đó, và anh chị này mình từ đây á, anh chị mình di chuyển ra đường huyện lộ 35 khoảng 100 mét thôi. Chút xíu nữa em sẽ di chuyển ra bên ngoài cho anh chị mình tham khảo nha. Đó, và thửa đất mình ngang qua đây, từ đây á, từ ngay cái cột canh tay em chỉ anh chị nè, từ đây ha, anh chị mình di chuyển xuống phía dưới là 37 mét ha. Đó, đường này mình cũng liên thông vào các nhà bên trong còn rất là đông nha anh chị. Em cũng xin cập nhật thông tin giá bán luôn nha. Giá chính chủ đang giao bán là 800 triệu nha anh chị. Nếu quý anh chị mình có nhà ý, anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị và cô chú xem thửa đất này và mình gặp chính chủ để mình trao đổi việc buôn bán luôn. Đây là những cái mương mà gia chủ để lên clip á, trồng dừa và chuối thôi nha anh chị. Ở vị trí đất mình nằm ngay góc ngã ba luôn. Hai mặt tiền cực kỳ là đẹp nha anh chị. Với giá bán là 800 triệu nha. Giá này anh chị mình gặp chính chủ để mình trao đổi luôn. Bên em cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị mình sang lắp mặt bằng và làm nhà cấp 4, xây hàng rào lên thổ cư,
anh chị mình có nhu cầu bên nhà đất chúng em sẽ hỗ trợ cho anh chị nha. Ở đây đất mình thuộc đất trồng cây lâu năm, chưa có thổ cư nha anh chị. Ở đây anh chị mình ở thành phố Hồ Chí Minh, anh chị mình có thể di chuyển về đây khoảng là 70 km là anh chị mình tới nha. Và mình cách chợ Vĩnh Kim rất là gần, khoảng là 500 m thôi. Bên trong còn rất là nhiều nhà luôn nha anh chị. Chị thấy không? Đây thì đất mình vuông vức, sạch sẽ, không màu mã. Anh chị mình có thể mua về, anh chị mình cất nhà nghỉ dưỡng, hoặc anh chị mình mua để làm vườn cũng được nha anh chị. Cho chủ trồng cũng được khoảng 5-7 cây dừa nha anh chị. Con đường bên đây rộng khoảng là 2,5 m ha. Để em di chuyển ra đường quyền lộ 35 cho anh chị mình tham khảo nha. Em xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị mình tham khảo lại nha. Đất mình nằm thuộc ấp Thới, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Diện tích của mình là 750 m², ngang của mình là 20 m và mình sâu vào là 37 m nha anh chị. Đất mình có hai mặt tiền bê tông 2 m và 2,5 m, với giá bán là 800 triệu. Giá này anh chị mình gặp chính chủ để mình trao đổi việc buôn bán nha. Đất mình cách chợ Vĩnh Kim và các tiện ích khác khoảng là 500 m thôi nha anh chị, rất là gần. Ở đây khu dân cư, nhà cửa rất là đông, điện nước thì wifi có đầy đủ luôn nha anh chị. Chị thấy không? Con đường này thì đang chuẩn bị, nhà nước cũng đang mở ra là đường bê tông 3 m. Để ô tô anh chị mình di chuyển vào tới nơi luôn. Đó, không khí ở đây thì cây trái rất là nhiều và rất là thoáng mát nha anh chị. Đó, để em di chuyển ra đường huyện lộ 35 cho anh chị mình tham khảo nha. Đó, từ đây thì anh chị mình di chuyển ra khoảng 100 m thôi. Đó, để em chạy ra phía trước cho anh chị mình xem ha. Rồi, em đã di chuyển tới đường huyện lộ 35 rồi nha anh chị. Từ đây anh chị mình di chuyển về chợ Vĩnh Kim khoảng là 100 m thôi, 500 m nha anh chị. Em lộn. Và con đường bên đây là anh chị mình di chuyển về chợ Sài Hộp và ủy ban xã Long Hưng về thành phố Mỹ Tho khoảng là 6 km nha. Đó, từ đây anh chị mình di chuyển vào bên trong khu đất mình khoảng là 100 m thôi nha anh chị. Anh chị nhớ like và nhấn nút đăng ký bên dưới và bấm chuông để thông báo những video mới nhất em vừa đăng tải lên. Cảm ơn anh chị đã xem video. Hẹn quý chị và các bạn ở những phần video tiếp theo nha.